Dạ, xin mến chào cô chú đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Thì hôm nay vườn con lên một ít cây gia nhật về cho cô chú mình ghép đá, ghép tiểu cảnh, hoặc là cô chú mình lấy rễ quấn vô cái tượng Lý Tiểu Long hoặc là tượng này tượng kia rất là dễ nha. Mấy cây gia nhật này là nó rất là dễ sống và nó bám đá rất là đẹp. Đó, thì cô chú mình thường là trồng ở hồ cá là nhiều, nhưng mà cô chú mình có chơi bonsai thì quấn ông tượng, quấn vô tượng hoặc là quấn vô cục đá thì rất là dễ chăm, tại vì cái dạng này là cái rễ của nó giống như rễ cây gừa vậy đó, rất là dễ sống. Thì một số cây thì cô chú mình thấy cái rễ nó da dài thòn luôn kìa, mà nó vẫn phát triển bình thường chứ không phải là hư nha. Và hiện tại là những cây gia nhật này á, bên vườn con đang giao lưu với giá là 45 ngàn một cây, thì cô chú mình thấy ưng thì cứ liên hệ vườn con. Đó, gia nhật là cái loại rễ này là cô chú mình làm bám đá là cực đẹp, con nói thiệt. Da cái lá của nó là xanh dày đậm, nói chung là rất là tươi đó. Cô chú mình thấy ưng dạng này về làm ghép đá tiểu cảnh thì cô chú mình liên hệ vườn con nha, 45 nghìn một cây. Cô chú mình lấy 4 cây 5 cây thì vườn con bao ship là 225 nghìn ha. Cảm ơn cô chú mình đã xem nha, cô chú mình ưng thì liên hệ vườn con. Rồi con xin kết thúc video và tạm dừng tại đây, con xin mến chào ạ. Hôm nay bị sổ mũi rồi.